Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Viettel Star TV. Sau rất nhiều những tin đồn thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đã có được sự xuất hiện của chiếc máy đầu tiên tại thị trường Việt Nam nha. Có camera ẩn dưới màn hình, đấy chính là chiếc Vismart Aris 5G Pro. Một câu hỏi được đặt ra ở đây đấy là liệu chiếc Vismart Aris 5G Pro này có đủ sức để cạnh tranh với những chiếc máy khác hay không, khi mà mức giá của nó dao động trong khoảng đấy là 9,9 triệu đồng. Hình như là nó đụng chạm trực tiếp với chiếc iPhone V86S thì phải. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Intro nào. Đầu tiên ý, chúng ta sẽ xét về, tất nhiên rồi, màn hình. Chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước là 6.39 inch. Độ phân giải của máy sẽ là độ phân giải màn hình Full HD cộng. Tấm nền mà máy sử dụng ở đây sẽ là tấm nền AMOLED. Một điểm đáng chú ý thì là chúng ta sẽ có công nghệ camera ẩn dưới màn hình, hay còn được gọi là công nghệ CUD, tạm dịch sang tiếng Anh là Camera Under Display. Nhìn chung ý, thì đây là một trong những cái công nghệ mà rất tiên tiến, rất nổi bật. Mặc dù phải công nhận một điều là Vismart không phải là thương hiệu đầu tiên ra mắt chiếc máy có camera selfie ẩn dưới màn hình, nhưng mà rõ ràng một cái là Vismart cũng đã tiên phong trong việc đấy là sử dụng những công nghệ màn hình này ở trên thế giới so với những cái thương hiệu khác rồi. Thế nên đây thực sự sẽ là một trong những điểm rất là đáng khen. Điểm qua đôi chút thông số về camera selfie ở trên chiếc máy này đi. Chúng ta sẽ có một camera selfie với độ phân giải 20MP và khẩu độ của máy sẽ là khẩu độ f/2.2. Một trong những điểm đáng chú ý đấy là ở thời điểm hiện tại chúng ta đang gặp rất nhiều những cái vấn đề về camera selfie ở trên chiếc ZTE Asus 20 5G, là một trong những chiếc máy sử dụng kiểu thiết kế camera selfie ẩn dưới màn hình như thế này. Chính vì vậy thế nên mình cũng không chắc rằng chiếc Aris 5G Pro này có gặp phải trường hợp này hay không. Và mình mong rằng nếu như mà có khoảng thời gian mình được test, mình trải nghiệm chiếc máy này thì máy sẽ đem đến cho chúng ta khả năng hiển thị tốt hơn. Chúng ta sẽ không nhìn thấy quá nhiều cái việc là chúng ta sẽ bị lộ mất camera selfie ở trên chiếc máy này. Còn về thuật toán xử lý hình ảnh thì tạm thời mình sẽ không nói trước bất cứ một thứ gì cả, vì rõ ràng một trong những trở ngại về camera selfie ẩn dưới màn hình chắc chắn rồi, đó là việc phủ lớp màn hình lên trên phần cụm cảm biến camera. Thế nên là rất có thể trong một vài trường hợp máy sẽ không thể nào cho ra được những bức ảnh với trường hợp tốt nhất. Mình không biết rằng Vismart sẽ tối ưu như thế nào, tuy nhiên lại một lần nữa mình sẽ phải nợ anh em nếu như mình có chiếc máy này để thực hiện bài mở hộp vào trên tay nhanh. Về camera sau đi thì chúng ta sẽ có một hệ thống 4 camera bao gồm cảm biến chính với độ phân giải 64MP, khẩu độ của máy là khẩu độ f/1.89, nghe thì khá là lẻ đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có một camera góc rộng, độ phân giải 8MP, một camera zoom tele 2x nha. Một điểm khá đáng chú ý, 10 triệu camera tele zoom 2x với độ phân giải 8MP, một camera 2MP dùng để chụp ảnh macro, và có một trong những điểm đáng chú ý đấy là chúng ta sẽ có chụp ảnh ở trong chế độ night mode ở trên chiếc Vismart Aris 5G Pro này. Sự đấy, mình rất mong chờ chiếc máy này, vì vốn dĩ rằng Vismart từ trước đến nay luôn được biết đến đấy là có khả năng tối ưu camera thực sự không quá xuất sắc. Nhưng mà ở trên Aris 5G Pro này chúng ta đã có rất nhiều những thông số đáng chú ý để có thể khẳng định rằng chiếc máy này hoàn toàn có thể đủ sức để cạnh tranh với những chiếc máy khác. Thực sự thì 9 triệu với việc được tiên phong công nghệ về phần màn hình cũng như là việc đem đến cho chúng ta rất nhiều những thông số nổi bật về phần camera thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn không chỉ riêng những anh em đam mê công nghệ đâu, mà cả những người dùng cơ bản muốn sở hữu một chiếc máy có thiết kế đột phá thì đều có thể sở hữu được. Điều qua đôi chút về cấu hình đi, máy sẽ trang bị con chip Snapdragon 730. Ôi thôi chết, nếu như thế thì chiếc máy này sẽ không có 5G. Xin lỗi anh em vì khoảng thời gian vừa rồi mình cứ lải nhải mình nói trước Vismart Aris này có 5G nha. Tại vì ở thời điểm trước đó chúng ta đã có những thông tin rò rỉ về việc máy sẽ trang bị con chip Snapdragon 765 5G. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại cấu hình thì máy sẽ chỉ được trang bị con chip là Snapdragon 730 mà thôi. Nhìn chung thì đây sẽ là một trong những mức cấu hình vừa đủ dùng và nằm ở trong phân khúc tầm trung cận cao cấp. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cách rất thoải mái. Và nếu như mà để xét về mức giá đi thì đây là một mức hiệu năng không quá mạnh mẽ. Tuy nhiên bù lại thì chúng ta sẽ có những công nghệ mới liên quan đến phần màn hình. Thế nên rằng với mình một cái mức giá mà dao động trong khoảng 10 triệu, dưới 10 triệu thì đây là một trong những mức giá chấp nhận được. Đi kèm với đó chúng ta sẽ có đây, đấy là 8GB RAM và 128GB ROM. Nhìn chung ý, thì đây là một trong những điểm mà có lẽ chúng ta không cần phải bàn cãi quá nhiều. Với những chiếc smartphone ở thời điểm hiện tại, 6GB RAM là đều đem đến cho chúng ta khả năng đa nhiệm thoải mái rồi, không có quá nhiều vấn đề cho nên chúng ta có thể lăn tăn. Có chăng thì mình sẽ chỉ thắc mắc rằng không biết Vismart sẽ tối ưu phần mềm của máy ra sao để có thể sử dụng được 8GB RAM đấy. Nó sẽ vốn dĩ rất nặng như là ColorOS của Oppo, hay là nó sẽ rất nhẹ nhàng giống như là ở trên những chiếc máy tới từ OnePlus chẳng hạn. Cái này thì chúng ta sẽ phải cần một khoảng thời gian để chiếc Vismart Aris Pro này ra mắt thì chúng ta mới có được những cái trải nghiệm để mà chúng ta có thể đánh giá chi tiết được về phần hiệu năng cũng như là cả phần mềm ở trên chiếc máy này. Về phần thiết kế đi thì chúng ta sẽ có những cắt giảm nhất định, vì đây là một trong những chiếc máy mà dù sao chăng nữa chúng ta có nhiều công nghệ nổi bật mà vẫn muốn giữ được một mức giá ở mức độ trung bình, chúng ta sẽ phải chấp nhận những cắt giảm. Một trong những cắt giảm đầu tiên đấy là chúng ta sẽ có phần cảm biến vân tay được đặt ở bên khía cạnh bên. Nhìn chung ấy thì đây là một trong những cái mà chúng ta một lần nữa có thể chấp nhận được. Bây giờ đối với mình thì phần cảm biến vân tay đặt ở đâu cũng được trừ phần mặt lưng.
một phần sẽ giúp cho chúng ta có được cái việc đấy là sử dụng máy một cách liền mạch hơn. Và rõ ràng rằng ở trong phân khúc tầm trung cận cao cấp thì chúng ta hoàn toàn có thể đòi hỏi được điều đấy. Lật sang bên phía mặt lưng, chúng ta sẽ có một cụm 4 camera và theo như những gì, những hình ảnh do gì nhé, thì phần cụm camera ở trên chiếc máy này sẽ không giống như là cụm camera bếp từ ở trên chiếc Redmi Note 9S vốn dĩ được làm rất là lồi, thì ở trên Aris Pro này chúng ta sẽ được làm hơi thấp hơn một tí, thế nên chúng ta sử dụng nó sẽ không xảy ra trường hợp bị kênh quá nhiều. Và di chuyển xuống bên dưới đôi chút thì chúng ta sẽ có đây, đấy là cụm đèn flash LED, cùng với đấy, đấy là logo Vsmart. Điểm qua đôi chút về màu sắc mà chúng ta có thể lựa chọn thì chúng ta sẽ có 3 màu sắc, đấy là màu xanh, màu đen cũng như là màu nâu. Lật sang mặt trước thì một lần nữa chúng ta không phải bàn cãi quá nhiều về kiểu thiết kế màn hình nữa. Đây là một công nghệ màn hình tiên phong và có lẽ rằng mình đã nói từ tiên phong quá nhiều rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mức giá của chiếc máy này. Hiện tại chúng ta đã có những thông tin rõ rỉ rằng chiếc Vsmart Aris Pro này sẽ có mức giá dao động trong khoảng 9,9 triệu đồng. Và một trong những điểm chú ý nữa đấy là nếu như chúng ta đặt hàng trước ý, thì chiếc máy này sẽ được trừ hẳn 2,2 triệu đồng giá cơ. Tức là nếu như chúng ta không lấy quà thì chúng ta hoàn toàn có thể có được mức giá hời hơn rất nhiều. Nó sẽ dao động đâu đấy trong khoảng đấy là 8 triệu thôi. Thực sự thì đây sẽ là một trong những mức giá mà một lần nữa Vsmart đã đem đến cho chúng ta một chiếc máy phá giá nữa thôi. Thế nên là nếu như anh em mà cảm thấy rằng đây là một trong những sự lựa chọn đáng mua thì tốt hết nên chốt đơn đi. Tại vì rõ ràng rằng Việt Nam mình bây giờ có những công nghệ tiên phong nhất thì tội gì chúng ta không tận hưởng chứ, đúng không? Và một trong những ưu điểm ở trên chiếc Vsmart Aris Pro đấy là chúng ta sẽ có công nghệ bảo mật chip lượng tử, một trong những công nghệ bảo mật giúp chúng ta có thể sử dụng máy một cách an toàn hơn. Và cũng bật mí cho anh em luôn, đây là chiếc máy thứ hai ở trên thế giới được trang bị công nghệ bảo mật này, đứng sau chiếc Galaxy A Quantum đã từng được ra mắt tại thị trường Hàn Quốc. Thế nên rõ ràng rằng chúng ta sẽ có được một chiếc máy với tính bảo mật tốt hơn rất nhiều, chứ không phải là bảo mật miệng giống như kiểu một số hãng nào đó nữa. Nhìn chung ấy thì rõ ràng đây là một trong những chiếc máy rất đáng mua, và với những cái mức giá được giảm sâu xuống như vậy thì mình tin chắc chắn rằng chiếc máy này sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên ấy thì có lẽ mình sẽ cần có một khoảng thời gian để mà mình sẽ được trải nghiệm chiếc máy này thì mình có thể đánh giá chi tiết được chiếc máy này xem nó sẽ như thế nào về phần camera cũng như là về phần màn hình. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc máy này thì đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.